Chào mọi người, video này em sẽ hướng dẫn mọi người cách để kết bạn với danh sách những người theo dõi một ai đó bất kỳ, tức là danh sách những đối tượng mà theo dõi một profile cá nhân bất kỳ, thì cũng sẽ bao gồm những 4 bước sau đây. Đầu tiên là vẫn như thường lệ, mọi người bật phần mềm và sử dụng cái tài khoản cần để kết bạn. Thì bây giờ em sẽ sử dụng cái tài khoản này. Sau đó mình sẽ thực hiện cái bước thứ hai, tức là lấy UID của người cần lấy danh sách theo dõi. Ok, sẽ là Facebook. Ví dụ em sẽ lấy danh sách theo dõi của anh Nguyễn Tất Kiểm nha. Ok, hiện tại là nó đang có khoảng 90.000 người theo dõi. Thì đầu tiên mình sẽ lấy cái ID. ID sẽ làm dòng số này. Thì vẫn có hai cách như thường lệ. Thì một là cách click vào đây và lấy cái dòng này. Cách thứ hai thì mọi người có thể truy cập vào trang này, đấy, id.vtvsoftware.com.vn, copy cái đường link này, dán vào thì hệ thống nó sẽ tự động chuyển đổi sang ID. Ok, sau khi lấy ID thì mình sẽ copy và phát vào cái mục danh sách theo dõi trên cái phần mềm Simple Facebook. Này, ở mục tìm kiếm này mình sẽ thấy là mục lấy danh sách theo dõi này, click vào mình sẽ dán cái ID lúc mình vừa copy được. Ok, mới đọc hết. Ok, đây là danh sách theo dõi của cái ID này. Đó, tương tự những ID khác thì mọi người cũng có thể lấy tương tự. Đã xong bước thứ 3. Bước thứ 4 thì vẫn như thường lệ, mọi người chỉ cần bấm kết bạn và phần mềm nó sẽ tự động kết bạn. Ok. Với cái tệp 90.000 người này á, thì có thể là quá nhiều, nên là mọi người có thể dùng cái phần mềm Shopify. Thì một cái video nào sau đó thì em sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái phần mềm Shopify này. Ok, vậy là đã hoàn thành 4 cái bước để kết bạn với cái danh sách theo dõi một người nào đó bất kỳ. Mọi người bấm kết bạn và chờ hoàn thành thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.